của ban tổ chức chương trình tới toàn thể các em. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng các bạn tình nguyện viên, câu lạc bộ Kinh Nam Định đã được thành lập cách đây gần 2 năm với mục đích tổ chức các sự kiện thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm cùng người nguyện sẻ chia, giúp đỡ trẻ mồ côi khuyết tật, người già không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc màu da cam. Sau gần 2 năm hoạt động trên mạng xã hội Facebook, trong khoảng thời gian vừa qua, câu lạc bộ đã tổ chức thành công chương trình Người Bánh Yêu Thương vào ngày 18-19 tháng 1 năm 2014. Ngoài ra, hiện tại câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục duy trì thực hiện dự án Nồi Cháo Yêu Thương, nhằm mong muốn ngày Tết của các em thêm nhiều ý nghĩa, để các em có thêm nhiều nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện vai trò xung kích của thanh niên trong hoạt động công tác xã hội. Hôm nay chúng tôi, những thành viên của câu lạc bộ Kinh Nam Định, vui mừng tổ chức chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương. Hy vọng chương trình sẽ là món quà đầy ý nghĩa đến với các em dịp Tết thiếu nhi. Xin chân thành cảm ơn. Ngày mò mới vào.